Reading from the script to the screen. Tao bên đá Billy Lee. It's a group of musicians from Canada. Democratic Republic of Congo, DRC, they live on the streets of the city. The four original group members are disabled and move around on homemade tricycles. The group was founded by guitar player Papa Ricky Lika and Bố Coco. An Coco And Coco Gambali. 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 Another other musicians refused to play with them because they couldn't dance. Later, a street kid, Roger Landu Landu này cơ. chà mấy chú mua tiền ở đây chà Join them. He made his own music called Entrapment from a Fish Can. And one guitar theme, nothing more. The group music is classic Congolese. Chuyện như Mẹ anh mày cái đó. mịch bên you come to the group music is classic Mịch. mixed with reggae reggae And reggae and and rhythm rhythm blue and blue, yes. Their lyrics contain a message to street people and disabled people. Beverly from Papa Ricky believes that the only real handicap are in the mind, not the body. He said the group means musical influence come from the street. We sleep there, eat there, rehearse there. They also play there every evening. The group perform is in front of an audience near Kinshasa Zoo. In 2004, two French filmmakers were working in the DRC. When by chance they hear some banda Billy music, they love it so much that they spend the next 5 years making a documentary film about the group. In 2009, Steve Banda Billy Lee's first CD was released. It's called 334. Trace Ford, which means very, very strong. The group won the WOMAC World Music Expo. Other words, then in 2010, the documentary Banda Billy Lee was screened at the Cannes Film Festival and the group play on the opening
Này, so Billy want to use it worldwide success to raise awareness about the problem of street people in Kinshasa and around the world. Thank you so much. Anyone have any question? Do you have any question? No? Okay. Read the article, find the word in italic below in the article, then match each word with its meaning. Chẳng như xong thời án, áp tập bọt rồi bọt dưỡng hay mơ bịa đại chỉ ở so trệt khẳng kráu. Chà, phơ cá cốp cốm tơ chùm mùi nâng, áp tập này rồi bọt bìa. And B, answer the question, then compare with partner. Question number one. Where do the members of staff Banda Bilili live? Why do they use tricycles? What kind of music do they play? How did they become famous? What message do they want to tell the world? Okay. Can you screenshot the sentence, the question, and then I will do the article for you to read and find out the word. Okay? Để đọc này, ai screenshot xong nữa. Hãy cố nâng tới và page article ở bộ dương mơ mình đó, làm bài phương xong nữa nâng bạn. Okay? Screenshot hai nữ. Screenshot hai nữ. Screenshot hai nữ. Okay, yeah. I will open here. So you will have about 10 minutes. 10, 15 minutes, okay?
Finish. Not yet. Yeah.
Finish. Yes, teacher. Okay. Okay, so number one, which letter? Oh, I think E. Okay. Cho đẹp xem tiếp chấm lại cái đôi nào rong được ở thế. So number two, nào rong? Number two, B. Okay, so number two, lyric, words of song, of a song. Okay, so number three, C, teacher. Number three, handicap, things that make it hard to do what you want. Yeah. Okay, number four. F. Number four, F, and number five. A. F. Yes, unexpectedly. Unexpectedly. Number six. The last one, right? I think A. Number five, A. Number six, B. Yeah, number six, B. The last one, right? So number one, E. Number two, D. Number three, C. Number four, F. Number five, A. And number six, B. So answer the question. Where do the members of staff Banda Bilili live? They live on the street of the city. Yeah. So they live on the street of Kinshasa City, Democratic Republic of Congo. They live on the street of Kinshasa City, Democratic Republic of Congo. Okay. So number two, why do they use tricycle? Why do they use tricycle? Để mình kể ra cái con bay nâng. Because disabled people. Yes, because they are disabled. They use tricycle to move around because they are disabled. Okay. Can you write down the sentence by yourself? Yes, teacher. They use tricycle to move around. Do you need me to write down for you or no? They use tricycle to move around. Because they are disabled. I wrote down on the chart, in the chart, okay? So number three, what kind of music do they play? What kind of music do they play? What kind of music do they play? So they play what?
play a classic Congolese Roma mixed with reggae and rhythm and blues. That's great. That is great. Perfect. So, Narong, could you please help me to write down the answer in the chat? Yes. Yes. Thank you, Narong. So, number five, or so, number four, how did they become famous? You know, famous? Lebay lebay. How did they become famous? They become famous because of what? The two French filmmakers doing what for them? The two French filmmakers doing what for them? Thua ấy ở book one. Yes, the two French filmmakers made a documentary film about them. That is why they become famous. Okay, number five. What message do they want to tell the world? What message do they want to tell the world? Ta message away khác này, bộ kê trong tập tới bị phục lục này. Ta xa away để bộ kê trong rập tới bị phục lục. The message that they want to tell the world is be very strong, be very strong. The only real handicap is from the mind, not the body. Okay. So, first one, you said is correct. They want to tell street people and disabled people to be very strong, right? The first one, they want to tell street people and disabled people to be very strong. And they also want to raise the world's awareness about problem of street people. They also want to raise the world awareness about the problem of street people. Okay, so there are two methods in the article that they want to share to the world. So, can you catch up with the answer? Nếu mà hãy ai toàn cho mọi người trong lại thế. Do you have any question in this unit? Unit 12. You have any question? Mình xâm lưu ấy thế, bẹp con cho mọi người mê đến tìm đọc pin ý. Do you have any question in unit 12? No question? No question, yeah. Okay, no question, no answer. We will break for 5 minutes and then come back. We will start with unit 13, okay? Unit 13. And tomorrow, we have a quiz. Tomorrow, we will have another quiz for unit 11 and 12, okay? Tomorrow we will have the quiz about unit 11 and 12. Tomorrow dương thua quiz ở Merin thì đọc 12. Tới ngày đấy dương bắt to cho Merin thì đọc 7. Yes, teacher.
Thank you. Make sure about grammar. Okay, so I will make quiz about grammar. Thank you. Come back in 5 minutes.
Yes, teacher. Okay. Hello, teacher. Hi. So we will start unit 13. The chapter or the unit called. Chúng mình ăn nơi quạt á. Nơi quạt là nơi chật quạt đấy. A good book, terrible movie. So do you know the word terrible? Cha. Terrible ku oi pichat. Terrible ku pichat. Cô ấy phải khai. Horrible, terrible, good book, terrible movie. Dương bảo rằng đại cô ấy khai on rồi có à cọ, nè. Tại trong đây này terrible movie mình chỉ riêng cô ấy khai thế. Tại mình đây thằng good book, terrible movie cứ xếp hơi lỗ bên tai. Sạch rừng vinh on thọt trên vì con máu on vinh chẳng hạn chẳng đi rừng khác chẳng mới chỉ xịp hớ lọ mớ mình thả trụ án án hay mẹ rõm tha đọc bếp lận trên chỉ sạch rừng vinh mơ giờ sạch rừng đấy ca dùm tải anh chanh máu vì tôi chia rừng ọt lọ sạch rừng ọt lọ vinh here. By looking at this picture, can you guess which movie it's from? Tạm dạ ca mơ rụp hiếp ta dân ách bằng tế tha ta rụp hiếp nâng tranh vì rừng mươi nè. Can you guess? Rừng cập ai Titanic. Ok, Titanic. Ai tiết? Avatar. Batman, yes. And Avatar. Batman and? Harry Potter. Ờ? Dạ? Harry Potter. Potter. Yes, Harry Potter. Have you been watching that movie? Have you been watching that movie? Not yet, teacher. I'm only watch trailer, teacher. Trailer, okay. I think all of this movie released long time ago. So I've been watching all of this movie. I've been watching, but Harry Potter have a different. Many different versions, like episode. Yeah, so Harry Potter have many. The Order of the Phoenix, I'm not sure I watched this one or not. Okay. Batman, Titanic, Harry Potter, Avatar. So look at this movie. It's a movie trivia, okay? Movie trivia. Trivia bọc ra tha cầm bẹ cầm bọc. Yeah, bọc ra cầm bẹ cầm bọc. Tài rừng hợp. Mình đang kêu bác mắc công mà lấy. Sao ra? Okay. Tam rồi dễ đương từng ngọn thân ta dân kịch tham vui ná đài vì cô ấy chạp rộng chiên kỳ. Âu ta, không biết Âu ta. Why? Hát ấy. Express about society and modern.
Yes. You know affect? Special effect? Mình thấy là không xảy ra Avatar nâng à special effect nâng cứ chế tập bộ lại cứ very expensive chứ. Director James Cameron trở ca chậm lại về rung chăm là hỗn độn đập chăm là bởi bà cả rừng nâng lại. Dạ. Bộ rừng nâng viên nhờ bị phục mùi xe tiết đại ổ chá dễ tư à effect đầy dân bằng hành trên nâng không xảy rừng nâng. Vì chỉ là cả là tha imaginative mộng á. Dạ. Chẳng những mơ bởi sinh dưỡng ban mơ rừng Avatar nhận khởi nhận thả thả nâng vía vía cao trên bí ca sở mỏ sở máy này phục môi xe tiết đó sở sở án. Vì chỉ sạch cái rừng đài màn mên chỉ lạc nạp bạc vì chỉ sạch đài dưỡng thập khinh có lỗ máu nè. Chẳng à special effect đầm bầy bằng hành tờ lực tiền sạch ở rừng nâng cư vì trời ca trong này bê dù hết thay tiền. So which of the movie have you seen? Ta sạch rừng mới nát là nét ổn hình thập ban mơ. Did you enjoy them? Ta nét ổn hình nét ổn hình cho chất cho mùi nâng sạch rừng nâng cầm rật này. Cho chất nâng sạch rừng này được thế. I have seen all. You seen all? Okay, that's why I know it. You are a movie hunter. Okay. Chúng tôi đẹp xanh tiến. Which of the movie have you seen? Sao? Nhóm hai tâm mà nè, bây giờ mà đang thành là cái nơi khác bạn mình là cái mặt rồi nhôm chẳng. Sao sao hìa? Ngày nay máy bạn bắt chân mà ông mập máy. Chẳng tới nhóm riêng cho người ta nào rống nè. Ok, let's move on. Không biết sắp nè, tôi ta. Nhà nào cái sắp. Mùi. Nhưng có nơi sắp nè, cừu ta nè, cừu. Sắp ai cừu, ai cừu dễ mẹ ai nhé ôn. Và cừu xua còn lại chạy phong. Chẳng chạy tập nè cừu, tại môn kè nhóm mùi chối chát nè cừu. Nếu nó chẳng nói với rừng tự án, thì đã thật bắn mơ rừng nào mùi tí. Ốc nè cừu, để bắn mơ không? Em tại mơ tí tà nít nè cừu. Tí tà nít mùi. Chạy rong rau chạy. Only one. Oh my god. Okay. Thank you. Then we will move on. Prepared nay phim yun. Primary film genre including the following. You know action? Action film? Đăng bí bà tha phép yên với miên trang miên bà phép ấy khá hế. Chà. Phép rừng thốt bà phép. Action bà phép bài bà cắp chạ. Vay lột đông, lột thẹ lột đông nâng. Bà vay khá nế ná. Phim bà vay khá nế. Action, action phim, rực action movie. Cho dù bộ adventure. Adventure. Xin chung bạp song prang nè. Chà, bạp song prang. So, can you give me one example of the movie you been, you have been watching in adventure? Can you give me one? Tomb Raider. Tomb Raider.
chung. Yes. It is generate of adventure also. Okay. So what about Jumanji? I have seen also, but I like the most horror. Okay, okay. Thank you. I mean that my favorite the more interesting in Tomb Raider. Jumanji is normally. Mm-hmm. You're more interesting in Tomb Raider. Okay. What about comedy? Complying in a crew. Complying. เรื่องบ้านก็พลายก็พลายสรีจูบซอยปีปีทูปราดเดอร์แบบมีบ่ะเยอะในเครื่องไอเดียตันฟีออลตันฟีมูวี It's comedy. Okay. Ah, comedy. Okay, thank you. What about crime? Crime? Chính chân ở Ukraine cam được rồi. Dạ. Đại bàn mơ thế. Miền trường ấy khác bài Ukraine cam, Ukraine cam đó. Bên đây khách đang ngọt. Thlop mơ tại chăm chỉ non chơi. Thlop mơ tại nhóm đại chăm chỉ non chơi tên này cụ. Prison breaker, sorcery crime, criminal. Ê nâng phổ phê đá ma bỏ Hong Kong. Bạp sợ bỏ ngay mấy. 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 Còn mấy cái hai movie bomb ở đây lưu một bằng mấy cái đập phê riêng đo rương mê riêng rương lưu bằng mấy bằng mấy fan riêng nhau như mơ tập drama thế này trú bằng mơ tập ăn tập movie tập drama. I like drama movie. Rừng bạp Snai Ha. Snai Ha. Rồi mà chết vui vọng vầy. Ơi. What about epic? Epic? Epic đưa đường xăm cốc. Ông Pi Vê Đạp Hiếp. Chà, Pi Vê Đạp Hiếp. Ông Pi Vê Đạp Hiếp. Mulan. Phong rong chăm mơ Mulan đấy. Kẹo lên con nơ xin mịp sao. If you expect it like animation, it's not good like, it's not, I mean that. We are very lot of animation này. Mulan animation nó mở chiến, miền biệt bạch áp rong chờ, nơi chân chiến. Mọi bởi cái cam tệ đấng. Nhưng mà đăng đá ấy, bình tài bởi thật mở animation hay thật mở live action vẫn cứ different. Horror phim? Horror phim? Horror? Bài bình thật. You know Annabelle? Conjuring, Annabelle, Conjuring, say it. Insidious? Yeah. One, two, three, four. Ấn tóc của ta khá mau chứ. Ấn tóc của ta khá mau chứ. Ấn tóc của ta khá mau chứ. Mà đang chỉ chuyên rồi thốt ai ta này cổ. Chỉ chuyên. Ý mà. Mấy sắc không mình được nhầm chẳng. Chỉ chuyên. Nhưng mà mình biết ạ. Nhưng biết nhưng mà đai mơ thì. Nhưng đai ta mơ nên phù mà rì. Không mọi lụt bởi lắng. Mơ đêm nghe thêm mơ tàn biết.
nhưng vậy mấy này cứ nhờ đai mơ rừng không hỏi tình nhiệt tình chắc mẹ vẽ cao ấy nhỉ. Okay, so musical. What about musical? It almost have in trong game musical trong movie mà nè cô. Chà, rương ba bà nuôi ba đồng trấy. Nhưng phía cho nó chơi ngay tại miền rương bài bài tổ tá đại chục đại bộ sách hay tổ lòng chùm riêng đó hay bộ ở nó trong Disney đây chưa? The song? Yeah. Yes. Hay rương Frozen đôi nhà nan vậy mà nhấn. Chà nhôm nó vậy Frozen. Nè mơ rương chờ tập của mạng nè bị bình dạ năng. Nên là đang lọc mơ con mơ rương phong. Ê tiết. They like Thai drama like anything like romantic like love or something like that. Nhâm nè kêu nhâm mơ đai tay nhâm đai chăm chỉ nón chân rương tê tê vật tha rương thay ấy khoản bàn chăm chỉ nón chân khá lạc. Đây rương rương muối miên chăm nón chân thay into the wood anh ấn có bài chân đai mê tha chriêng pra chăm riêng chriêng hông ca communicate into the wood. Ok one more science fiction rương bật đất bài về chi xa science fiction like Iron Man like Doctor Strange. Okay, Doctor Strange. Terminator. Yes, Terminator. Like Transformer. Yes, Transformer. Yeah, I am Spider-Man. Okay, Spider-Man. Chọn á, bằng quay nặng bánh chọn cho ngõ mượn chân. Okay, science fiction miễn chán. What about war? Bạp sân kriêm. Midway. Okay, Midway. 1921. Talk about the messenger soldier. And talk about the World War One. Yeah. And Captain America, the first soldier. I mean Captain America in the first one. They talk about the war in World War Two with Soviet. Yeah, the first soldier. Yeah, the first soldier. Okay. Westerns, you know Western. And Cambodian have about the war also. The first they killed my father. Yeah. First they killed my father. So mình about the problem. Mình đang mơ hưởng năng ấy. First they killed my father nữa. Mình đang mơ được năng khai. Thế tỏ không đi? Nó không đi. Mơ sẽ mơ ở ban chọt này rù. Mơ ban tịch. Còn nó chạy mơ rù. Mơ ban rù chạy mơ rù. Ok, rừng quen, rừng quen. Bơ sân chỉ thọ tam sập hơi rồi xe rất vang nhưng nó rất mòn chọc này. Nên anh cho chất mơ rương mơ ấy, ai xong đẹp mây bán ấy, xong comment, xong website, xong ấy nó mê mà cực cục. Xong lấy nâng mòn mau. Bọn mình rương ấy lỡ mơ xong lấy nâng mòn. It's based on your favorite. I mean somebody like say me I don't like horror movie. So horror movie I watch but a little bit of few movie that I watch. And but for adventure, for action movie, I like so I have more. So tell me first that which your favorite? Okay, say it. Cha ở quân tràn bằng. Rạp kê tới thay cho chất mơ rương bài bộ phết ấy kê bỏ list ao vậy. Cho chất rừng thốt. Rương. Mơ
mơ rừng rừng thốt hãy đẹp luôn. Đại miên tế. À tên này cứ như mình mơ rừng rừng thốt nó bê đến nơi mình ai ấy mơ. Anh ấy nhá, bài ai mơ bỏ. Miên rừng khá rừng thốt mai ở rừng thốt á chẳng thà về rừng thốt lơ mình ai ở bộ bạc nó tui dốt á. Horror movie nâng. Vì mình cũng rất tam bập hết tam mà dụ tiết á. Chà. Nên ta khá mê rộng đồng 7 chân năm. Rừng khá restriction ở khá mê rộng đồng 7 chân mà ai mơ tế. Yeah. À lời cái mình bật hết movie tiếp mũi tiết cái đã đâm 7 plus. Đăng ngang tham mình đây thăm 7 ớt. Ta dự đâm 7 chứ năm lái mà mơ cài. Chà đâm 7 chứ năm lái. Vẫn tay không ăn tầm này mũi tiết. Ao tờ cái notice hà nó đọc 18 plus. Rừng thông nướng vì ai miên chốt chạ sài hà gà đai rô rì lời chẳng này. Chà. Over them have the word fuck, so they said it's 16 year old can see this movie. 18 or 16? Yeah. Up and boy, bong. And it's okay that I'm not going to suck my but your number. Okay. So Western, eh? They're gonna have a Western movie. Out the room, put a gang. Bài lục hàng lời Western miền ở bên đây đó thì đăng cai bên nâng tiền đấy miền bờ phê đường nào đại dương anh đăng cho đăng cai bên nâng tiền đấy cái này kêu riêng bài bài ấy là cái hai cái tên này kêu anh đăng fiction movie bờ phê đường bài bờ phần đất. And one more thing, one more genre is like psychology movie. Joker is the movie, the psychology movie. I never heard of that one. Psychology Joker. Movie. Hướng bộ phép, bộ phụ, psychology, bộ phụ, bẻ con mùi chất là xác. Hướng nâng mối. Hưởng thân ấn để chất bật trang ấy hay hưởng ả lốn và ta ả lốn nó kìa đã ả lốn đấy kìa đã Holland ấy no 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 the cái opposite đồng pi ả lốn á thì do pi ả lốn miền y nó là thì do pi năng mặt đạo với một chân là pi bây giờ ta lọc pi năng mà với chân pi ả lốn bộ phụ hưởng năng sơ bộ phụ hưởng chất bật xa bộ phụ mơ hay pi chấn movie nó không sụp khám ái, movie nó không sụp khám ái, có ảnh sơ cho chất mơ để sao? Còn mơ ảnh dồn. Còn mơ ảnh dồn hết cả thai hưởng ảnh lo mơ. Chỉ tức, dương mà nó khang dương, nó khang sử dương ai diễn, ảnh sơ cho chất mơ hưởng chân chân này. Ảnh tớ hình thang trời rưu khó tế, ta chăm chạy mơ bập hết sân, và ta đã lưu ở đây là biệt thật psychology movie. Miền chăm mơ nhưng list down pi hưởng chăm ao nhà khổ vô tâm mơ hay nhà khổ mơ hay coi cực ăn vô thế bởi nhiều mơ pi cùng mỗi đau với những nơi tâm mơ ăn vô ở trong vậy tha nó không sai cái hướng với ai bằng cặp bè con chung mùi nâng bài tu sinh nè và tâm bằng vậy pi bập hết ở trong trong mỏ ở đại khởi nhưng miền pi vậy lợi nhưng có bông tâm mơ đại chăm nhưng list down này nhà khổ mơ chạm nhau mơ thằng Netflix á, thằng Netflix miền psychology type ọt. Yes. Ở tại miền psychology tập hết. Miền này mình ta tập hết ở tập hết đường nắng với miền tịch để xa nè nè mơ con kẹo sang cho chân mơ bờ sân chia ca thật là thử nâng lái để cho một nâng ca khác trơn. Bộ đường mới biết sao tập bằng cấp áp tầng ấy nên tôi sẽ nạp chia ca bằng cấp với tầng off với sân không tại đường nâng tay bà ao với tôi chỉ bật phép đặt lại bị khnề món nhưng mà đã lừ chân chăm mơ chạy mơ sân ô tăng mình mơ rương máu ở đại bà rương chân chân bật phép chân á chẳng vậy tham vi tăng không bật phép món ở dân rơ hết kế chả
ấy tiết, anh bên ấy tiết. Investigation. Tại quan mùi năng ca sớp tại hưởng chẳng chẳng phía chẳng bên mình là không drama, hoặc mình là không movie tế. Bên không drama tế. Drama. Vì phía chẳng movie, ạc sớp phở ra movie với phở dạ bê khá lời. Ý chứ ca sớp cái phía chẳng vì nó không drama sáng chiên. Nó không rừng phía. Ok, vô là nâng bình tay cho anh thả nâng viên nâng không prophet gram tế. À rừng sơm kết, rừng bài sầm lập, bài sơm kết ấy nâng. Viên nó không chân ở đây cho mỗi nâng hờ rớt sử dụng criminal lùi thật nhiên. Yes, trong giới thức đặc lại nâng. Và tại prophet drama hay nâng movie, vô là thả drama vì mình episode chẳng vì mình phía. Chỉ prophet rừng phía. Chà, đó phải movies cứ rương mà rương chọc. Thế nế? Ta mà rương nó bên đây không bập hết bảo vệ mùi vì bập hết ấy ta bằng anh. Nà nè mà đại mơ rương phải chạy bại dồn tích bên dậy bị sạch rương. Ta chơi dìm mơ thức quả lấy vì on internet nâng vì chẳng website khác free đấy không ca mơ vì ọt chẳng bạch bong lối. Chà, bà xin website khác dân băng lùi là 70. Rồi giờ mình gọi anh ta mơ con chẳng. Hãy nè đã cho mơ con ấy. Bà ai tế mình phế xa là bóng experience của anh. Công đáy xong mà chết một cái đáy ông ơi. Mình score rung con ấy. Tại lại support tâm mạng đồ lá nâng dân save tế. Tình của phế phá gõ đây. Làm bây bàn experience mấy thứ mây dù mà cực mơ con anh thả tao. Vì xa xong mùi dân ọt dân chô chất ọt chất. Nhưng cô ta experience mơ về bàn tròn. Nó? Bởi miệng đại cư tới trẻ tôi ba mấy mẹ cứu. Trời ơi, đại cư thở ấy nè. Vì đại cư từng cây gần, cây khoanh, cây out chân nè. Chứ bàn chân thật, ọt mình nói cái hiên tơ cho muối nè. Cái chụp cái bệnh, anh biết không? Anh đây nè, cứ bê tay chăng mơ rưu rừng thật bằng chăng mơ. Cặp bật mình đáy cứu với chỉ được môi bằng tay còn thả bê lãnh ai tơ mùi mật phẹt dương. Mình bởi cặp thả đáy cứu phép tùy. Còn ông này anh tình này xin hà tì. Ta cả tơ mùi mật phẹt dương. Thắng nhầm ọc mìa mật phẹt tư. Bởi phụ vua kê kê sật. Riêng này khá tới kê thua ca. Bên trên tớ mình nghe tay tớ mình ai mình chạy nè cổ. Mình tớ mất phẹt mà nè tay thì mối cực đó. Ủa tôi hỏi là mình đọc kê là bố đọc và thay mất phẹt đâu đọc tiếp mà. Vì em đã mất phẹt xong xong nè rồi bán mùi. Mất phẹt mình mất phẹt tay bán nè cổ. Mất phẹt. Nật mở nghe. Bởi kê nó chẳng ai bị nhóm nó chẳng ai bị kê. Ban tay cho mùi xa lá, ban mặt đo này tên nè cổ. Hay thuộc từ mơ nâng. Top fan. Tay cho mùi cổng top fan mày nè. Cha nè. Cha. Ờ, đây sao là rung con ọt bác. Chân ban chỉ top fan ở bên AI tầm mới tiên. Nói xe tên ca nó thấy. Tại đài ấy tới ban mơ. Nhưng trọt mơ à lạc cái nạc sri đi đài nè cổ. Trọt mơ ban mặt đó. Bị đoan, nơi thay mặt đoan, nơi khám ai mặt đó. Nơi thay ở ban châu mơ rung con nơi kia đời xa. Côn nhóm tơ cho mùi chấn ạch ban và bà châu. Ok, chẳng dừng ở môn dừng và chấp dừng mơ conversation bỏ dừng tí tết nó. Dạ, và to đó conversation. What's playing? Chẳng, cựu nâng chạc ai sẽ đáp. Hãy dừng án cho mùi. Listen and practice.
Unit 13. Good book, terrible movie. Page 86, Exercise 2, Conversation. What's playing? Part A. Listen and practice. Do you want to see a movie tonight? Maybe. What's playing? How about the new Star Trek film? I hear it's really exciting. Actually, the last one was boring. What about the movie based on Stephen King's new novel? I don't know. His books are usually fascinating, but I don't like horror movies. Well, what do you want to see? I'm interested in the new Sandra Bullock movie. It looks good. That's fine with me. She's a wonderful actress. Would you like to do it one more time? Okay. Unit 13. Good book, terrible movie. Page 86, Exercise 2, Conversation. What's playing? Part A. Listen and practice. Do you want to see a movie tonight? Maybe. What's playing? How about the new Star Trek film? I hear it's really exciting. Actually, the last one was boring. What about the movie based on Stephen King's new novel? I don't know. His books are usually fascinating, but I don't like horror movies. Well, what do you want to see? I'm interested in the new Sandra Bullock movie. It looks good. That's fine with me. She's a wonderful actress. Okay. Can anyone read? Teacher, I'm tired. Okay, Naro. You read it all, okay? You read it all. Yes, teacher. Thank you. To Anwar Hussain. What's playing? They listen and practice. Roger, do you want to see a movie tonight? Maybe. What's playing? How about the new Star Trek film? I hear it's really exciting. Carol, actually, the last one was boring. Roger, what about the movie based on Stephen King's new novel? Carol, I don't know. His books are actually fascinating, but I don't like horror movies. Roger, well, what do you want to see? Carol, I'm interested in the new Sandra Bullock movie. It looks good. Roger, that's fine with me. She is a wonderful actress. Thank you. So, others? Minana, I am Bandiri. Rê Sokha. Rê Sokha. She's not here. Ôi, online vô tàu bật tàu miền men. Chắc lại cơ đâu. Ok, Svan Apa. What take you so long? Can you read Sokha? So can I add ban đấy ổn? Yeah, teacher. Yep, thank you. Conversation, what playing? Nè, cậu lưu giống dây ạ? Yes, I can hear you. Lưu ổn lưu. Chà. Conversation, what's playing? Listen and practice. Do you want to see movie tonight? Maybe what's playing? How about the new Star Trek film?
I hear it's really exercising. Okay. Actually, the last one was roaring. What about the movie based on Spain? On Stephen King's new novel. King's new statement. Stephen. King no new novel. Novel. Okay. I don't know. Stephen King. I don't know his new novel. I don't know his book. I usually fascinating. I don't know his books. I usually fascinating, but I don't. Fascinating, but I don't like horror movies. Well, what do you want to see? I'm interested in the new Sandra Bullock movie. It look good. That fine with me. She's a wonderful actress. Thank you so much, okay. So I will play one more time. I will play one more time and please focus on the word you don't know. Okay, focus on the word you don't know. Unit 13. Good book, terrible movie. Page 86, Exercise 2, Conversation. What's playing? Part A. Listen and practice. Do you want to see a movie tonight? Maybe. What's playing? How about the new Star Trek film? I hear it's really exciting. Actually, the last one was boring. What about the movie based on Stephen King's new novel? I don't know. His books are usually fascinating, but I don't like horror movies. Well, what do you want to see? I'm interested in the new Sandra Bullock movie. It looks good. That's fine with me. She's a wonderful actress. Okay. Is there any word you don't know? Mình biết anh là những trẻ hiểu ổn. Em khinh happy đó không? Đôi chưa rẻ rẻ đại tế, mình chưa fascinating, vậy chưa? Fascinating. You know fascinate. Mà bị biết thật fascinate. Nên là ai trả lời anh ở rộng bán. Fascinate với chia mình này thả vừa ở chập ở rộng. Fascinating mình thả cua ở chập ở rộng. Mình thả sắp hơi rồi bỏ quát cứ tay tay chạp ở rõm chả mình thả cùi chạp ở rõm chả nó về để dừng ăn tới dừng trụ chật. You know horror right? Horror movie. Mình hero á nè. Ổn. Khiếp chân đừng thất. Chà.
fascinating của chạp rầm. Mình bị ế tiết ổn. Sandra Bullock nâng cư tui tui sợi đại nâng nông rục hiệp nâng. Đại bờ rừng bác cột xâm tay anh tế. Không, xuống mong gạch xe mây nhạc đi. Gạch xe mây mơ cực tờ rương. Tỏ ở lời xe thân đơn mà mặt ná. Tư tố. Tư tố. Phluông lướt. Phluông lướt. Măn sợi lẽ. Măn sợi lẽ. Mập máy. Mập máy. Cái này nhầm hai máy mà ngay ạ, ớt chlai sao mày. Môn mết. Môn mết. Mol chê nguồn. Đạt nè cửu. Dươn sở. Rê sổ khá. Liêm sợi giá. Viết sợi lẹ. Chà nè cửu. Son rà tí. Rà tí. Sợi mấy. Chà nè cửu. Sì xín. Sống sai. Bông sai khinh cất trôi bị bực đèn nếp luôn. Sà rát. Bông sai cất đánh nếp luôn. Chà ọc con. Hương sập vít. Chà nếp luôn. Nà rong hiểu ok. Chương chất. Nhờ ra chán. Bạn đã cứu bạn. Thao sổ thí. Bạn đã cứu bạn. Sổ thí làm sao mà châu riêng này ổn? Bạn đã cứu châu là đã cứu. Vậy hai chúng mọi kênh chứ lái chẳng. Cho nhầm lộn. Dạ đi chờ. Thank you. Sổ thiếp. Ba nè cừu. À con. Sơn sổ thía. Ba nè cừu. Chúng mời cừu. Yên sinh hùa. Ba nè cừu. Sinh hùa bê hai chmú chlai, bê hai an ạc chlai sọ. Chân ra. Chân ra. Lên lốc. Lên lốc. Cô sổ chết. Chà nè cừu. Cô con nuôn lõng. Chà nè cừu. Sà vốn. Mình sà vốn. Nà kết. Chà nè cừu. Sri lạp. Chà nè cừu. Riêch. Bạn nè cừu. Xin nướn. Xin nướn. Niết. Sổ lón. Dạ. Sổ lón. Sổ lón khuyên cất cho bị bất đen nè cừu. Ok. Sri nứt. Chà nè cừu. Thank you everyone for today.
Tomorrow we will have a quiz about unit 11 and 12. Chẳng thay sai dân là thua quiz mê riêng tì đò đập mùi đập bì nè. Cha nè kru, chùm riệp lia nè kru. Chùm riệp lia tầng ọc nế, sốc sơ bái, chúc bái. Dạ, chúc bái thịt. Bye. Have a good day.